Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Phương Thơm Voice Channel. Dạ các anh chị, mình đã thông qua 12 loại tính từ rồi phải không? Giờ các anh chị coi hai câu này nha. Các anh chị phân tích câu này trước. The doors will be closed at 9 o'clock. Câu này các anh chị hiểu làm sao? Cái close ở đây nó là tính từ hay là nó là động từ? Theo các anh chị nghĩ, hồi nãy chị mới nói rồi, sao động từ to be thường thường nó là tính từ, phải không? Right? Sao động từ to be thường thường nó là tính từ với cái chữ ed, phải không? Right? Nếu mà các anh chị nói nó là tính từ thì mình sẽ dịch như vậy. Cái cửa sẽ đóng, ok, sẽ đóng, ok, sẽ thì là ở, cái cửa sẽ thì sẽ đóng lúc 9 giờ, cái cửa sẽ đóng lúc 9 giờ, ok, thành ra đóng ở đây nó sẽ là adjective, đồng ý không nào? Right. Cái cửa sẽ mình cái động từ to be đây dịch không được. Cái cửa sẽ thì đóng, ok, cái cửa thì sẽ đóng lúc 9 giờ. Đấy. Right. Ok, cái cửa thì sẽ đóng lúc 9 giờ. Đó là adjective. Nhưng mà ở đây mình cũng có thể dịch giống như Angry Tiger luôn. Anh chị đồng ý không nè? Cái cửa sẽ được đóng lúc 9 giờ. Thành ra các anh chị thấy nó có hai nghĩa, ok? Có nghĩa là cái chữ close ở đây nó đứng ở hai cái vị trí. Mình phân tích thành hai vị trí. Phải không? Vị trí thứ nhất là tính từ. Nếu mà nó là tính từ thì mình sẽ biết là cái cửa nó không có mở lúc 9 giờ. Các anh chị phải hiểu như vậy. Nếu mà nó là tính từ thì mình sẽ dịch là cái cửa nó sẽ không có mở lúc 9 giờ. Tự nó không có mở lúc 9 giờ. Các anh chị hiểu điều này không? Nghĩa là mình nếu mà nó là tính từ thì lúc 9 giờ mình tới cái chỗ đó thì mình thấy cái cửa nó đóng. Ok. Đồng ý không nè? Đó là tính từ. Right. Nghĩa là lúc mình tới 9 giờ thì mình thấy cái cửa nó đóng. Ok. Rồi nếu mà dịch theo Angry Tiger thì mình phải dịch như vậy. Lúc 9 giờ, ok, cái cửa sẽ được cái người nào đó đóng. Nếu mà dịch theo Angry Tiger thì cái động từ to close ở đây nó sẽ là verb. Tại vì nó ở cái thì passive voice. Các anh chị hiểu chỗ này không? Nếu mà là adjective thì tự động lúc 9 giờ cái cửa nó đóng. Mình thấy cái cửa nó đóng. Còn nếu mà nó là passive voice thì mình biết lúc 9 giờ có cái người nào đó đóng cái cửa. Các anh chị hiểu để mi phân tích không? Hả? Thành ra có nhiều người có nhiều khi hỏi, ồ, cái chữ close ở đây nó là adjective hay là nó là động từ hay là nó là verb? Nó là cả hai luôn, tùy theo mình hiểu thôi. Ok. Yeah. Thành ra nhiều khi mình bị confused đó, chứ không? Mình bị confused đó. Nếu mà nó là động từ thì nó ở cái thì passive. Ok. Còn nếu mà nó là tính từ, dạ yeah, hiểu rồi, cảm ơn. Các anh chị khác hiểu rồi phải không? Hả? So in this sentence, will be clothed could be the simple future of the verb to be, followed by the predicate adjective clothed. And in this case, the sentence could have the meaning that 9 o'clock, the door will not be open. Right? On the other hand, will be clothed, keep cái verb phrase could be the simple future passive
of the work to close. And in this case, the sentence would imply that at 9 o'clock, someone will close the doors. Okay? Thì mình cắt nghĩa rõ ràng như vậy rồi, phải không? Right? Anh chị hiểu không? Hả? Có ai chưa hiểu không? Nghĩa là nếu nói là tính từ cũng được. Còn nếu nói nó là động từ cũng đúng luôn. Okay? Đừng có cãi với người ta. Ô cái đó là tính từ chứ không phải là động từ. Ô cái đó là động từ chứ không phải là tính từ. Không phải, ok. Cái nào cũng đúng thôi. Tùy theo mình cắt nghĩa cho người ta. Ok. Mình cắt nghĩa làm sao nó make sense là được rồi. Right. Hả? Anh chị cũng ok, cho một thí dụ nữa nha. Ok. Cho một thí dụ nữa nha. Yeah, bring your question, Hùng Vi. The train was stopped at midnight. So cái stop ở đây nó là tính từ hay là động từ? Hả? Huh? Huh? I'm in Texas. Cái stop ở đây nó là tính từ hay là nó là động từ? Một lần nữa nó là cả hai. Okay? Nhưng mà nếu nó cả hai mình phải cắt nghĩa làm sao cho make sense, right? Cắt nghĩa làm sao cho người ta đồng ý. Okay? Và nó vừa là tính từ, nó vừa là động từ. Nếu mà nó là tính từ thì mình sẽ dịch như gì? Okay? Đúng nửa đêm. Okay? Đúng nửa đêm. Chiếc xe lửa nó không có chạy. Nó nằm chình ình ngay chỗ đó đó. Okay? Mình phải hiểu như vậy đó. Đúng nửa đêm chiếc xe lửa nó nằm chình ình nó không có chạy. Đó là tính từ. Ok. Right. Nó không có chạy có nghĩa là nó stop, right? Phải không? Thành ra nó là tính từ. Đồng ý không nha? Chiếc xe lửa thì bị nằm chình ình thì nằm chình ình. Chữ was ấy mình dịch là thì, phải không? Stop là không chạy có nghĩa là nằm chình ình. Đồng ý không nè? Phải không? Nửa đêm chiếc xe lửa thì ngừng, phải không? Thì ngừng. Right, rõ ràng nó là tính từ. Thì gì? Thì ngừng. Right. Rồi, bây giờ nếu mà nó là động từ. Động từ mà đi với cái động từ to be thì nó phải ở cái thì là passive. Ok, chỉ past participle mà đi với động từ to be thì nó phải ở cái thì passive, right? Và khi mà passive thì có nghĩa là có người nào đó làm cho nó ngừng, phải không? Đúng nửa đêm, phải không? Người nào đó stop cái chiếc xe lửa, đấy, chứ chiếc xe lửa nó không có tự động nó ngừng được. Cái người nào đó làm ngừng chiếc xe lửa, phải không? Mình dịch là đúng nửa đêm chiếc xe lửa bị làm ngừng bởi cái người nào đó. Thế thành ra cái thứ hai khi mà nó là động từ thì phải có people involved vô, right? Anh chị hiểu rồi phải không? Thành ra khi mà mình nói tính từ hay là nói động từ, cái nào cũng được mà mình phải biết cắt nghĩa cho người ta. Ok, tại sao nó là tính từ thì tại sao nó là động từ, right? Đồng ý không nè? So in the second one, the verb phrase was stopped could be the simple past of the verb to be. Và nếu mà là simple past of the verb to be thì nó sẽ là adjective. Okay? So in this case, the sentence would indicate that at the midnight, the train was not moving. Chiếc xe lửa, đúng nửa đêm chiếc xe lửa nó ngừng, nó không có di chuyển. Okay? And on the other hand, cái phần khác, if the verb phrase was stopped, could be the simple past passive of the verb to stop. And if so, in this case, the sentence would imply that at midnight, someone stopped the train. Okay? Đây là cái câu hỏi mà có người nào đó hỏi Tiểu My một lần rồi mà Tiểu My không có giờ trả lời. Cái động từ trong câu là adjective hay là passive verb? Thì đây là câu trả lời, okay?
nha. Thành ra mai mốt người ta có bắt bí mình á thì các anh chị nhớ cái điều này. Ok, and that's it. Bài học hôm nay tới đây thôi. Hôm nay mình học definition, định nghĩa tính từ là gì, và chia ra tính từ được chia ra làm 12 loại, phải không? Đấy, tuần sau mình sẽ học tiếp. Ok, và phân loại. Tuần sau mình sẽ học the order of adjective. Tuần sau mình sẽ sắp thứ tự, tính từ nào để trước, tính từ nào để sau, đại khái như vậy. Ok. Any question? Có câu hỏi gì không trước khi mình dismiss? Bữa nay mình dismiss early nha. Just 20 minutes early, ok? Chỉ có 20 phút sớm thôi. Không được trả giá, ok? Nay mình không có làm bài tập, tại vì hay là các anh chị muốn làm bài tập hả? Còn 20 phút hả? Thôi nghỉ đi. Right? Dạy hát hả? Giờ muốn nghe bài gì nè? Muốn nghe nhạc Mỹ hay nhạc Việt Nam? Ok, một bài cho các anh chị nha. Bài gì nãy giờ ta? Bài này đi, ok. Bài này nè. Ok, bài này nha. Để mở cái echo ra. Mở echo ra cho nó nghe hay hay chút xíu, ok. Bài này cho các anh chị tỉnh ngủ chút xíu nha. Ok, ready?